Hai chào anh em, hôm nay nhận đóng pin cho mấy cái máy. Đây có ba con vít và một con khoan. Thì mấy cái máy này bán trong clip ngày 21 tháng 5. Thì hôm nay đóng pin xong thì test máy, làm video chia sẻ anh em. Anh em xem giải trí vui lòng cho mình một like và một đăng ký, mình xin cảm ơn. Những con pin này mình đóng mới, pin li xin xám, dung lượng 4A, mạch tốt V3.1. Đây nè, máy thắng đều tốc, đã chiêu đầy đủ. Đây là mấy con Đài Loan mình đóng pin 4A luôn. Đây mình test con vít Hitachi. Đó, đây là con vít của Hitachi anh em, 12V, tua nó 2.500. Rồi còn đây mấy cái máy vít của Đài Loan, tua nó thì mình nhớ là 2.800 hay 3.000 gì đó. Rồi mình thử thử anh em thấy như thế nào nha. Thì tua của những con máy Đài Loan này nó cao hơn, nó 2.800 hay 3.000 gì đó. Đó thì thấy tốc độ nó nhanh hơn. Rồi còn đây là con khoan à, Hitachi anh em. Rồi mình test thử mùi khoan cho anh em xem. À, mình đang để cấp trượt anh em. Rồi. Rồi. Thì đây là pin đóng mới, dung lượng 4A. Rồi thì những cái máy này phù hợp cho anh em sử dụng nhẹ gia đình, sưu tầm sử dụng gia đình rất là ok. Rồi anh em có nhu cầu đóng pin cho các cái máy bãi thì cứ liên hệ mình. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em thấy video hay thì để lại cho mình một like, một subscribe. Hẹn anh em trong những video lần sau.